Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn xem là những người tuổi Thìn thì hợp với tuổi nào, đúng không ạ? Thì quý vị biết tuổi Thìn sẽ có 5 tuổi, đúng không ạ? Giáp Thìn sinh năm 1964, Bính Thìn sinh năm 1976, Mậu Thìn sinh năm 1988 và Canh Thìn sinh năm 2000 hoặc là 1940, đúng không ạ? Và Nhâm Thìn sinh năm 1952 hay là 2012. Thì đó là những cái tuổi Thìn. Vậy thì những tuổi Thìn này sẽ hợp với tuổi nào? Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cùng xem xét. Như quý vị đã biết ấy, thì mỗi người chúng ta sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau. Đúng không ạ? Mỗi người sinh ra đều có sự sướng khổ khác nhau. Có người được sinh ra ấy, hoặc là khi kết hợp nào ăn với tuổi nào đó hợp thì sẽ được giàu sang phú quý. Có người thì lấy được vợ xong thì cũng gì bỗng nhiên đổi đời giàu to, vợ chồng làm ăn thì hòa thuận, trên dưới thì hạnh phúc viên mãn đó. Còn cũng có những người mà sinh con đẻ cái xong thì tự dưng là gì, làm ăn phát đạt. Nhưng cũng không ít những người mà sau khi vợ chồng lấy nhau đang làm ăn được, lấy vợ cái tự nhiên là gì, gia đình lụi bại đó. Vậy thì khi mà xem xét về cái chuyện quan hệ là giữa các tuổi với nhau ấy, thì người ta thống kê ra rằng đúng không ạ, có những cái tuổi hợp có cái tuổi xung, có những cái tuổi mà hễ cứ lấy nhau là sẽ bị gì, vỡ nợ phá sản, hễ cứ lấy nhau là sẽ bị đường ai nấy đi, thậm chí một số cặp lấy nhau còn dẫn đến chuyện là sinh ly tử biệt đó. Và tương tự chuyện vợ chồng con cái cũng như là chuyện kết hợp làm ăn cũng vậy, có những cặp đôi thì kết hợp với nhau thì rất là ngon lành, nhưng cũng có những người mà kết hợp với nhau cái là gì, lại vỡ nợ phá sản đấy. Vậy thì tại sao lại có những chuyện như vậy? Tại vì trong 12 địa chi, 12 con giáp này sẽ có những cái quan hệ xung khắc hình hại khác nhau. Mà quý vị không biết mà lấy vào những tuổi hình hại phá hoặc là tuyệt, nó sẽ mang lại những điểm gở cho các bác, cho các bạn, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta biết chọn vào những tuổi lộc mã quý nhân, biết chọn vào những tuổi mà tam hợp, lục hợp, nhị hợp đấy, thì nó sẽ rất là tốt. Nó sẽ mang lại cả cái cuộc sống hôn nhân được viên mãn, cũng như là làm cho gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn. Chính vì vậy mà ngày xưa các cụ nhà ta vẫn thường là chắc ăn ấy, thì cứ cách 3 năm là lấy cho mới cho lấy nhau, đúng không ạ? Thì sẽ được gì, được hòa thuận và hạnh phúc hơn. Và ngày xưa thì các cụ cũng đôi người thì cũng thường là gì, xem bát tự của cô dâu chú rể có hợp nhau không. Nếu mà hợp thì cho cưới luôn, không một yêu cũng cưới, mà vẫn sống được trăm năm hạnh phúc bạc đầu với nhau, đúng không ạ? Đó. Vậy nên là chúng ta thấy là cái việc chọn tuổi để kết hợp làm ăn, sinh con đẻ cái hoặc là kết hôn ấy, hoặc là làm ăn kinh doanh ấy, thì cũng rất là quan trọng. Đấy, nó quyết định một phần nào đó đến cái sự thành công của con người. Vậy nên là gì? Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Thìn kết hợp với những tuổi nào thì được may mắn như vậy. Đó. Và trong chương trình này thì tôi chỉ xét về cái quan hệ địa chi nhé. Địa chi tức là gì? Tức là Thìn thôi. Trong cái video ngày hôm nay tôi không xét về Giáp, Mậu, Bính, Canh, Nhâm, đúng không? Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là tôi không xét. Tôi chỉ xét về cái Thìn này thôi này. Thìn này, Thìn này, Thìn này, Thìn này, Thìn này. Đó. Thì những người tuổi Thìn thì sẽ hợp với tuổi nào? Chúng ta xét từ tuổi Tý đến tuổi Hợi nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét tuổi Thìn kết hợp với tuổi Tý, đúng không ạ? Tuổi Thìn kết hợp với tuổi Tý thì được bộ tam hợp là Thân Tý Thìn. Thân Tý Thìn là chuyện vậy, đúng không ạ? Vậy nên là những người tuổi Thìn mà kết hợp với những người tuổi Tý thì là hợp. Đấy. Quý vị biết đấy, cái bộ tam hợp thì cứ 12 con, trong 12 con giáp thì có khoảng cách 3 năm là gì? Là tam hợp. Đấy. Những con giáp mà thuộc cái bộ tam hợp thì nằm trong một mối quan hệ làm ăn, vợ chồng, sinh con đẻ cái. Đấy, thì hoặc là kết hợp với nhau thì rất là suôn sẻ. Công việc thì được hanh thông thuận lợi và gì? Bởi vì họ có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau tiến đến cái thành công hơn. Vậy nên là gì? Những người tuổi Tý và những người tuổi Thìn kết hợp với nhau là rất là tốt. Đó. Những người tuổi Tý và những người kết hợp với những người tuổi Thìn mà đẻ ra con tuổi Thân nữa, hoặc là kết hợp với người tuổi Thân nữa. Ví dụ như ông 1976 kết hợp với ông 1984 và 1992 chẳng hạn thì rất là tốt, đúng không? Hoặc là ông 1976 kết hợp với 1972 và 1980 canh Thân thì cũng rất là tốt. Đó. Quan trọng là chọn là cái thời điểm, thì cái thời điểm nào để hóa khí được tam hợp hóa ngũ phúc ấy, thì tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái video trên kênh rồi, thì quý vị hãy xem lại video đó nhé, để biết là chọn trong tháng nào thì tốt, tháng nào thì xấu. Do trong chương trình này nó có hạn nên là tôi cũng không chia sẻ chi tiết được. Đó là những người tuổi Tý và những người tuổi Thìn kết hợp với nhau. Thì khi mà kết hợp tuổi Thìn và tuổi Tý thì nó mới được bán tam hợp, tức là bộ tam hợp là phải đủ Thân Tý Thìn cơ, nhưng nó mới được bán tam hợp. Vậy nên là những người tuổi Tý cũng cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn, tương tự tuổi Thìn vậy. Đấy, khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân với mình thì nó sẽ giúp quý vị trợ lực và hộ thân, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho quý vị. Cái vòng tam hợp được làm từ ba hạt đá mã não màu đỏ, đó. Trên có khắc hình linh vật tam hợp theo tuổi của các bác là tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn. Đấy, sử dụng cái bộ tam hợp này để chiêu mời quý nhân tam hợp, nó trợ lực, nó giúp đỡ,
nó mang lại cái may mắn, mang lại những cái thuận lợi trong công việc cũng như là trong cuộc sống, giúp hóa giải những cái mâu thuẫn thị phi trong công việc, đó, giúp hóa giải những cái xung khắc trong chuyện vợ chồng và giúp hóa giải những cái mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi và cái mối quan hệ của các bạn thì ngày càng được mở rộng ra. Đó, mang từ đó thì nó kết hợp giữa cái công việc nữa thì sẽ mang lại cho các bác nhiều cái cơ hội để hợp tác kinh doanh, hợp tác làm ăn, cũng như là gì, mang lại nhiều cơ hội cho các bác được gặp gỡ những người quý nhân. Khi mà chúng ta có việc khó khăn thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời, giúp cho công việc được hay thông trở lại. Vậy nên là gì, những người tuổi Tý và những người tuổi Thìn hãy luôn sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp cho vận trình được may mắn, bình an và thâu thu được cái tài lộc may mắn đó. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp này nhé. Bên cạnh đó thì cái vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị thỉnh vòng hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để gì, để được khai quang trì chú cũng như là xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ đó. Đó là những người tuổi Thìn kết hợp với những người tuổi Tý là gì, được cục diện tam hợp như vậy là tốt, đúng không ạ? Tốt. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Thìn mà kết hợp với những người tuổi Sửu thì như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta có Thìn gặp Sửu là cục diện là tương phá. Là tương phá. Tức là gì? Trong hệ thống 12 địa chi ấy, thì ứng với 12 tuổi, mỗi một tuổi mang một cái biểu tượng và một cái ý nghĩa khác nhau. Qua đó chia thành các cặp hợp xung hình phá hại, đúng không ạ? Trong đó cái bộ Thìn Tuất Sửu Mùi là bộ tứ hành xung. Vậy nên là gì? Và Thìn và Sửu thì nó rơi vào cục diện là tương phá. Vì thế mà những con giáp rơi vào cái cục diện xung khắc này thì khi mà kết hợp làm ăn với nhau ấy, thì nó không tốt. Nó không được bền lâu, mau tan rã và gì, nói chung là nó chủ về cái chống phá lẫn nhau, chủ về cái chuyện phá hoại lẫn nhau, hình hại lẫn nhau. Vậy nên là hai tuổi này thì kết hợp với nhau nó cũng không được lợi. Đó, nếu mà các bạn lỡ vào cái bộ này rồi ấy, thì như vậy là gì? Nếu mà lỡ mà lấy nhau hoặc kết hợp làm ăn với nhau nhé, thì những người tuổi gì? Những người tuổi Sửu, những người tuổi Thìn thì sẽ chọn thêm người tuổi Tý nữa, thì cục diện là Tý Sửu là hợp. Tý Sửu hợp thì không bị gì, bị phá Thìn nữa. Và thì thìn dậu hợp đó thì không xung Sửu nữa đó. Tại vì trong quan hệ ngũ hành ấy, thì ngũ hành là gì, tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc, tức là nó thích đi hợp hơn là đi xung và thích đi sinh hơn là đi khắc. Vậy nên chúng ta chọn Thìn và dậu nhị hợp, đó, Thìn và dậu hợp đó, Sửu và gì, và dậu cũng là được tam hợp. Hai cái hợp này nó kết hợp lại nó sẽ gì, nó sẽ hóa giải những xung khắc cho những người tuổi Thìn và những người tuổi Sửu. Đặc biệt các bác mà 1961 mà Tân Sửu ấy mà lấy 1964 thì cũng chuyện cãi vã nó cũng thường xảy ra thường xuyên và gia đình cũng khó là mà yên ổn được đó. Hoặc là những người 1985 mà lấy 1988 Mậu Thìn, 1985 Ất Sửu lấy 1988 Mậu Thìn thì cũng dễ tan đấy, cuộc sống cũng khó khăn chật vật đấy. Nhưng mà nếu mà đẻ được con tuổi Tý hoặc tuổi Dậu nhá thì nó lại khác. Hoặc đẻ con tuổi Tý tuổi Dậu thì nó lại khác nhá, lại khác, nó sẽ được cái bộ tam hợp và nó sẽ hóa giải phần nào. Bên cạnh đó thì nếu mà chọn được cái tuổi lộc mã quý nhân nữa thì cũng sẽ tốt. Thì cái lộc mã quý nhân thì tôi sẽ chia sẻ trong một video khác nhé. Thì các bác cứ theo dõi trên kênh rồi sẽ có những cái video đó có tuổi của mình, từng tuổi một hóa giải như thế nào thì nó sẽ được chi tiết hơn. Còn trong trường hợp này thì những người tuổi Sửu nhá, thì sẽ những người tuổi Thìn ấy, thì sẽ chọn thêm Thìn và Sửu kết hợp với nhau ấy, chọn thêm những người tuổi Dậu hoặc là những người tuổi Tý thì sẽ được tốt lành đó. Như vậy là gì? Một là chuyện kết hợp tuổi, hai là các bác có thể dùng cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Sửu thì có thể sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Tý Dậu Sửu. Còn những người tuổi Thìn ấy thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp hóa giải cái cục diện xung khắc này đi, giúp cho gia đình được hòa thuận, êm ấm và hạnh phúc hơn. Cũng như là trong mối quan hệ kinh doanh ấy, nó không bị tương xung tương phá nữa và nó mang lại cái gì, cái hòa hợp trong chuyện công ty, trong công sở. Từ đó mà làm ăn thì ngày càng phát đạt, ngày càng tấn tới, đúng không ạ? Đó là những người tuổi Thìn kết hợp với những người tuổi Sửu thì gặp cục diện tương phá xấu đó. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Thìn và những người tuổi Dần đó. Thìn thổ Dần mộc, mộc thì khắc thổ. Vậy nên là trong cái trường hợp mà những người tuổi Dần kết hợp với những người tuổi Thìn ấy, thì những người tuổi Thìn thường là ở cái thế yếu hơn. Ví dụ như là các bác bính dần mà lấy gì, mà lấy Mậu Thìn thì là những người tuổi Mậu Thìn thường là ở cái thế yếu hơn đó. Do là gì, Dần mộc nó khắc. Trong trường hợp mà ngược lại với 1976 mà lấy 1986 thì lại ngược lại, lại gì, vợ vẫn là gì, lấy vợ tuổi Dần thì thuộc dạng ghê gớm, đúng không ạ, vẫn khắc được chồng tuổi Bính Thìn đó. Như vậy là gì, cái cục diện này thì Thìn và Dần ấy kết hợp với nhau được, nhưng mà các bác phải luôn gì, dĩ hòa vi quý. Tại vì những người tuổi Dần là những người chủ về cái gì, cái cứng cáp, cái nói chung là cái tính chủ động và là những người mà
luôn có cái sự gọi là cái sự cố gắng vươn lên. Còn những người tuổi Thìn ấy thì là luôn là những người có xu hướng dẫn đầu. Đó, vậy nên là gì? Hai cái này nó kết hợp với nhau thì nó thường là gây ra sự tranh cãi và không ai chịu nhường ai cả. Đó. Vậy nên để hóa giải cái mối quan hệ hòa hợp giữa tuổi Thìn và tuổi Dần ấy thì các bác một là gì? Một là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Với những người tuổi Dần ấy, sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân tam hợp giúp đỡ. Thứ hai là những người tuổi Thìn sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ lực hộ thân. Đấy, giúp cho hóa giải mọi cái quan hệ xung khắc trong công việc cũng là trong cuộc sống, mang lại cái cuộc sống êm đẹp và bình yên hơn. Đó. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 nhá. Đây số điện thoại tôi để trên này nhá, 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp nhá. Vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vì vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đó. Tiếp theo chúng ta xem cục diện là tuổi Thìn và tuổi Mão, đúng không? Thìn và Mão là quan hệ độc hại, đúng không? Thì người xưa quan niệm rằng hôn nhân thuộc cái cục diện lục hại, hoặc là khi mà kết hợp làm ăn với những cục diện lục hại thì khó được bền vững. Đấy, cái mối quan hệ đồng nghiệp, mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ con cái thì thường xuyên xảy ra những chuyện cãi cọ, những chuyện lục đục, hoặc là gì, nếu mà lấy vợ lấy chồng mà sinh con thì hay sẽ dễ con cái dễ bị hư hỏng, và thậm chí là gì, có trường hợp nặng thì khiến kinh doanh buôn bán thì dễ bị thất bát, làm ăn thua lỗ, và một số trường hợp thì lại gặp chuyện là tán phá bại sản, hoặc là gì gây chuyện hình hại lẫn nhau, nó không tốt. Đó, cặp này thì thường là các cụ vẫn khuyên là không nên lấy nhau nhé, không lấy nhau vì có rất nhiều cái xấu nó xảy ra, đặc biệt là những người tuổi Đinh Mão 1987 mà lấy tuổi Thìn ấy, thì cũng không được cắt lành lắm. Đó, nhưng mà Đinh Mão mà lấy Kỷ Tỵ thì lại tốt nhé. Bởi thế cho nên là trong trường hợp này thì gặp cục diện là nó hình hại nhau. Vậy thì hóa giải nào, đúng không? Chúng ta lại sử dụng cái cục diện là tham hợp quê xung, tham sinh kỵ khắc. Thì trong trường hợp Thìn Mão lẫn nhau thì những người tuổi Thìn, tuổi Mão thì có thể kết hợp với những người tuổi Dậu, đúng không ạ? Khi đó thì Thìn Dậu hợp thì sẽ không xung Mão nữa, không hệ hình hại Mão nữa. Hoặc là gì, sử dụng tuổi Tuất, đúng không ạ? Khi đó Mão Tuất hợp thì sẽ không xung với Thìn nữa. Thì bên cạnh đó còn một trường hợp nữa mà các bạn có thể sử dụng được, đó là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Mão sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn những người tuổi Thìn ấy thì hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn. Đấy, để hóa giải cái cục diện xung khắc này đi. Bên cạnh đó, không những hóa giải cục diện xung khắc trong cái công việc, trong tình cảm vợ chồng, mà nó còn sẽ giúp các quý vị và các bạn hóa giải những cái xung sát trong cuộc sống. Từ đó sẽ mở rộng cái mối quan hệ hợp tác kinh doanh làm ăn. Đấy, khi mà mối quan hệ hợp tác kinh doanh nó mở rộng thì sẽ mang lại cho các bác nhiều cơ hội làm ăn hơn và mang lại tiền tài và tài lộc cho các bác. Đó là những người tuổi Thìn với những người tuổi Mão. Đấy, thì quý vị liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp nhé. Tiếp theo là trường hợp những người tuổi Thìn với những người tuổi Thìn thì sao? Những người tuổi Thìn với những người tuổi Thìn ấy, các cụ nói là cùng tuổi năm rưỡi mà ăn, nhưng mà có vài cặp đôi là chúng ta không nên lấy cùng tuổi. Đó. Như trong trường hợp tuổi Thìn là tự hình, đúng không? Ngọ tự hình, Dậu tự hình và Hợi là tự hình, thì bốn con giáp đó chúng ta không nên lấy cùng tuổi. Trong đó là những người tuổi Thìn ấy, lấy tuổi Thìn là gặp cục diện tự hình. Thì nhìn chung ấy, những người mà phạm vào cái cục diện hình này thì thiếu đi cái tính tự chủ, thiếu cái tính quyết đoán và không thể độc lập giải quyết các vấn đề của bản thân. Cái tính tình của họ nếu mà khi kết hợp với nhau thì thường là vội vàng hấp tấp và cố chấp, nên là khó có thể mà kiềm chế trước mọi cái tình huống. Chính vì cái lý do này mà những người này thì thường là gặp khó khăn và có nhiều cái vấn đề nó cản trở trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vậy nên những người tuổi Thìn ấy, thì tránh lấy những người tuổi Thìn nhé, tránh thì tốt hơn. Đó, nó cứ rơi vào cục diện tương hình. Đấy. Trong trường hợp mà lỡ mà phạm phải rồi thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để hóa giải nhé. Tiếp theo chúng ta xét về cục diện tuổi Thìn và tuổi Tỵ, đúng không? Thìn và Tỵ thì Thìn là thổ, Tỵ là hỏa, hỏa thổ là tương sinh. Nếu mà chồng Thìn vợ Tỵ hoặc là những người mà kết hợp làm ăn ấy, thì những người giám đốc là tuổi Thìn ấy, phó giám đốc là Tỵ thì cũng sẽ hợp hơn. Đấy. Vì là gì? Được cục diện hỏa thổ tương sinh. Chứ còn nếu mà tuổi Thìn mà lại làm vợ, đúng không ạ, tuổi Tỵ làm chồng thì nó sẽ sinh ra nhiều chuyện bất hòa, nhiều cái chuyện xung khắc trong cuộc sống và sẽ gây ra nhiều cái biến động. Vì thế cho nên là hai tuổi này lấy nhau thì nếu mà tùy trường hợp thôi, nó cũng được cái cục diện là đôi khi là vẫn là tốt nhá. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Thìn và tuổi Ngọ, đúng không ạ? Tương tự như tuổi Tỵ thì Thìn và Ngọ thì cũng là cái cục diện là hỏa thổ tương sinh, nó cũng là được, nó ở mức trung bình nhá. Thìn và Ngọ thì khi mà kết hợp với nhau thì nó ở mức trung bình. Nếu mà chồng Thìn vợ Ngọ hoặc là giám đốc Thìn mà vợ giám đốc Thìn và phó giám đốc là Ngọ, hoặc là nhân viên hoặc là trưởng phòng là Ngọ thì cũng rất là ok. Đó.
Trong trường hợp mà nó bị xung khắc ngược lại thì quý vị nên là sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Tỵ thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu, còn những người tuổi Ngọ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất nhé, để hóa giải đó. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Thìn và tuổi Mùi đó. Thìn và Mùi thì Thìn Tuất Sửu Mùi nó rơi bộ tứ hành xung, vậy nên là cái cục diện Thìn và Mùi nó cũng bị xung khắc. Vì thế mà gì, những người tuổi Mùi cũng không nên không tốt với những người tuổi Thìn. Đặc biệt các bạn 88 ấy, 88 mà lấy vợ 91 thì biết ngay đúng không ạ? Hoặc là gì, những người chuẩn bị ví dụ 2000 canh Thìn mà lấy gì, canh Thìn, nhưng mà canh Thìn 2000 mà lại lấy gì, lấy 2003 là quý Mùi thì lại ngon, thì lại được. Còn tại sao nó được, tại sao nó tốt thì trong video sau tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn nhé về cái vấn đề này đó. Như vậy là gì, khi mà tuổi Thìn kết hợp với tuổi Mùi ấy, thì chúng ta sẽ gặp cục diện là Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung ạ. Vì thế cho nên là các bác nên sử dụng vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Mùi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhé. Đó, tiếp theo chúng ta xét tuổi Thìn và tuổi Thân. Thìn và Thân thì cũng giống như Tý thì được tam hợp quý nhân giúp đỡ đấy. Thì các bạn biết rồi, trong 12 con giáp Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi đúng không ạ, cứ 4 con cách nhau thì đã tạo ra một cặp tam hợp. Vì thế mà gì, nó có 4 bộ tam hợp, trong đó có bộ Thân Tý Thìn là một trong những bộ tam hợp thủy cục. Khi mà kết hợp giữa Thân Tý Thìn với nhau ấy, thì cái công việc này nó sẽ được gì, nằm trong mối quan hệ vợ chồng, hoặc là làm ăn, hoặc là kết hợp kinh doanh, sinh con đẻ cái vân vân, thì nó sẽ rất là tốt. Cái công việc thường xuyên sẽ hanh thông, và vì họ là cũng những người có cái chung mục tiêu, chung lý tưởng nên là dễ dàng tiến tới cái thành công hơn. Vì thế mà tuổi Thìn và tuổi Thân kết hợp với nhau là tốt đó. Và để được tốt hơn ấy, thì quý vị biết là cái tuổi Thìn và tuổi Thân ấy, nó mới được bán tam hợp thôi, vẫn thiếu một ông, nó cũng thiếu một tí. Vậy nên là những người tuổi Thìn và tuổi Thân kết hợp với nhau ấy, thì mỗi người cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn, để có đủ bộ tam hợp là Thân Tý Thìn tam hợp. Như vậy thì công việc nó sẽ được thuận lợi hơn, và nó sẽ nhiều cái chuyện tốt lành nó đến với hai người hơn đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp nhé. Tiếp theo chúng ta có cục diện là Thìn và Dậu đó. Thìn và Dậu thì Thìn và Dậu là nhị hợp, hay còn gọi là lục hợp ấy. Thì trong 12 con giáp thì cũng phân chia ở các bộ tam hợp là thì xung hình phá hại đó. Thì cứ cách hai con giáp vị Tý thì nó lại có một bộ là bộ gì, bộ lục hợp đúng không ạ. Chúng ta có Tý Sửu hợp này, Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp đúng không? Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp và Ngọ Mùi là hợp. Thì trong đó cái bộ gì Thìn và Dậu là hợp ấy, nó cũng tạo ra nhiều cái điều kiện thuận lợi với nhau. Khi mà kết hợp làm ăn với nhau thì nó mang lại nhiều cái điều tốt đẹp. Các cặp lục hợp nó sẽ tạo nên cái sự may mắn, tạo nên sự hạnh phúc cho nhau đúng không ạ. Vị trí là khi mà tuổi Thìn kết hợp với tuổi Dậu thì nó sẽ là một cái chuyện tốt nhé. Vậy nên là các bạn cần phải lưu ý đó. Đó, nhưng mà gì, bây giờ chúng ta xét cái cặp tiếp theo là Thìn và Tuất. Thìn và Tuất đúng không ạ? Chúng ta có Thìn và Tuất là cục diện là tương xung. Cục diện tương xung. Tức là trong 12 con giáp thì chia làm 4 cặp tứ hành xung. Đấy. Dần Thân Tỵ Hợi, Tý Ngọ Mão Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, ba cặp đúng không ạ? Những cái cặp con giáp tứ hành xung thì nó trái ngược hoàn toàn về tính cách và quan điểm sống. Nên là cái điều này nó thể hiện qua những lần cãi vã, những lần khắc khẩu, những lần tranh cãi. Đấy, hay là gì? Hay xảy ra những chuyện bất đồng quan điểm. Cái ông này chưa nói xong, ông kia đã nhảy mồm rồi. Đấy, vậy nên là gì? Cái chuyện mà kết hợp giữa Thìn và Tuất thì nó là không tốt. Nhưng cũng tùy từng trường hợp, có những trường hợp Thìn và Tuất kết hợp với nhau thì lại ngon. Đó, thì trong video sau tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Nó cái thiên can. Đó. Như vậy là gì? Hai người này thường là xung nhau thì thường không cùng quan điểm, và hay có những cái xung đột trái ngược lẫn nhau. Vì thế mà gì, các cụ khuyên là không nên đến nhau, đúng không ạ? Còn trong trường hợp những người này mà kết hợp với nhau, lỡ kết hợp với nhau ấy, thì tuổi Thìn sẽ kết hợp với gì? Thì sẽ chọn thêm những người tuổi Dậu hoặc những người tuổi Mão, đúng không ạ? Chúng ta có cái cục diện là Thìn Dậu hợp thì không xung tốt nữa, đúng không? Thìn Dậu hợp mà tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc, quý vị nhớ nhé. Tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc. Thìn và Dậu hợp thì sẽ không xung tốt, đúng không ạ? Mão và Tuất hợp thì sẽ không xung Thìn. Như vậy mà tại sao chúng ta thấy nhà nào mà đủ cái bộ tứ hành xung ấy thì thường rất giàu có, đúng không ạ? Quý vị nhớ nhé, nhà nào thường đủ bộ tứ hành xung thì sẽ rất giàu có. Đó là một cái điều đặc biệt mà quý vị cần biết. Đó, tự dưng cái đủ cái bộ đấy lại hóa giải hết những cái xung khắc, và nó giúp cho cái công việc được hanh thông thuận lợi hơn, làm ăn thì phát đạt hơn. Đấy, đấy là một số trường hợp đặc biệt thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ở những video sau. Đó. Vậy nên là gì? Những người tuổi Tuất và những người tuổi Thìn ấy, thì khi mà lỡ kết hợp với nhau rồi thì chúng ta chọn thêm tuổi Mão và tuổi Tuất. Bên cạnh đó thì trong trường hợp mà không chọn được tuổi Mão tuổi Tuất thì chúng ta có thể dùng vào cái vòng tam hợp quý nhân là
những người tuổi Thìn ấy thì sẽ sử dụng vòng thân tứ Thìn, còn những người tuổi Tuất ấy thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân và giờ Ngũ Tuất để hóa giải đó. Một điều nữa là trong khi mà quý vị mà không chọn được tuổi Mão và tuổi Tuất thì cũng có thể sử dụng linh vật nhé, sử dụng linh vật có thể là bằng con mèo đồng hoặc là gà bằng đồng hoặc gà mèo bằng đồng để hóa giải, đúng không ạ? Thì khi đó sẽ được mang lại cái may mắn và mang lại cái tài lộc hơn và hóa giải được mọi cái xung khắc trong cái cuộc sống đó. Tiếp theo cuối cùng chúng ta còn xét tuổi Thìn và tuổi Hợi, đúng không? Thìn và Hợi, Thìn thổ Hợi thủy, thổ thủy là tương khắc, nhưng ông Thìn sẽ ở cái thế là thế mạnh hơn, cái thế là được chủ động, đúng không? Cái thế là được nắm bắt, cái thế là nói chung là mình sẽ chủ động nắm bắt được những người tuổi Hợi. Vì thế cho nên là những người tuổi Thìn mà lấy những người tuổi Hợi thì những người tuổi Thìn sẽ thường ở cái thế chủ động. Ví dụ như là các bác 1983 mà lấy 1988 thì 1988 họ sẽ là ở thế chủ động hơn và họ sẽ thường là những người mà vun vén cho gia đình nhiều hơn. Đó là cái trường hợp mà những người tuổi Thìn lấy những người tuổi Hợi. Còn trong trường hợp mà chồng tuổi Thìn mà vợ tuổi Hợi, ví dụ 1988 mà lấy 1995 chẳng hạn, thì cái cục diện nó ngược lại, đúng không ạ? Thì những người tuổi Hợi cũng sẽ ở cái thế yếu hơn những người tuổi Thìn. Đó, chính là như vậy. Đó, như vậy là gì? Tôi cũng vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về người tuổi Thìn thì nên lấy những tuổi nào, nên kết hợp đạo ăn với tuổi nào, nên sinh con tuổi nào thì để được may mắn, để được bình an trong cuộc sống. Đó, thì tổng quan lại những người tuổi Thìn tốt nhất thì sẽ lấy những người tuổi sau. Thứ nhất là những người tuổi Tý, thứ hai là những người tuổi Thân, và thứ ba là những người tuổi Dậu. Đây là ba tuổi cực tốt cho những người tuổi Thìn khi kết hợp kinh doanh làm ăn cũng như là chuyện sinh con đẻ cái. Thứ hai là gì, những người tuổi xấu thì bao gồm tuổi sau này, đúng không? Đầu tiên là tuổi Sửu, thứ hai là tuổi Mão, thứ ba là tuổi Thìn, thứ bốn là tuổi Mùi, thứ năm là tuổi Tuất. Đây là năm cái tuổi xấu mà những người tuổi Thìn không nên chọn khi mà kết hợp kinh doanh làm ăn cũng như là kết hợp sinh con đẻ cái cũng như là kết hợp làm vợ làm chồng. Đó là những cái tuổi xấu. Đấy, trong trường hợp mà không chọn được cái tuổi thân và tuổi Tý cũng như là tuổi Dậu ấy, thì quý vị có thể chọn tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, đúng không ạ? Và tuổi Hợi thì cũng sẽ được cắt lành hơn năm cái tuổi là gì? Sửu, Dần, Thìn, Tuất, đúng không ạ? Sửu, Dần, Thìn, Tuất và Mùi. Đó là những cái tuổi cần tránh. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những người tuổi Thìn thì lấy tuổi nào thì được hạnh phúc, được may mắn, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn trong việc lựa chọn cho mình những người vợ, người chồng, trong việc lựa chọn cho mình những đối tác kinh doanh làm ăn, trong việc lựa chọn cho mình khi mà sinh con đẻ cái. Đó. Quý vị hãy áp dụng cái kiến thức này vào để tìm cho mình những cái người ưng ý nhất, phù hợp nhất. Chưa chắc thì khi mà tìm thì đã được, nhưng mà quý vị biết mà không làm ấy thì nó sẽ có một cái mặc cảm, sẽ có một cái tội lỗi bên trong. Đó. Vậy nên là gì? Mọi người biết là cái duyên, mọi người đến với nhau là cái duyên, nhưng mà khi mà chúng ta chọn được thì chúng ta cứ chọn nhé, cứ chọn, con đường hay không là do ý trời. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.